Ngày 10 tháng 12 năm 2021, các khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được mở cửa đón khách du lịch trở lại khi dịch COVID-19 đã được khống chế ở mức thấp. Đây là tin vui với cả du khách và người dân địa phương khi nhiều tháng qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng, quán ăn, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân, nơi mà sinh kế của nhiều gia đình gắn liền với dịch vụ du lịch. Ngay sau khi mà chúng tôi nhận được cái kế hoạch 202 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì rất là vui mừng và phấn khởi. Doanh nghiệp chúng tôi đã có một cái sự chuẩn bị chỉnh chu từ trước đó từ rất lâu rồi về tất cả những cái phương án phòng chống dịch, kể cả 5K. Nhân viên của chúng tôi rất là thuần thục, vì vậy chúng tôi rất tự tin để mà đón khách. Mình rất là háo hức tại vì rất là lâu rồi mình không có dịp để được đi chơi, thật ra là xa khỏi thành phố. Đây là lần đầu tiên mà mình đi chơi xa khỏi thành phố và cảm giác khi tới Vũng Tàu bây giờ thì mình cảm thấy rất là thích, không khí rất là thoải mái, thoáng đãng và có vẻ như là mọi người cũng đã có những cái biện pháp phòng chống dịch đó, mình thấy cũng yên tâm hơn. Trước khi mở cửa đón du khách, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cho thí điểm các khu du lịch được đón khách du lịch khép kín theo mô hình bong bóng du lịch. Tại đây, sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế, du khách sẽ chỉ được ở trong các khu du lịch để đảm bảo an toàn phòng dịch. Chuyện thực hiện mô hình bong bóng du lịch và mô hình thực hiện ba tại chỗ. Bước đầu, vừa cơ bản ban đầu thì có hơi khó khăn, hơi lúng túng. Nhưng sau khi triển khai được một thời gian thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái hướng đi rất thiết thực. Toàn bộ khách hàng cảm thấy hài lòng khi họ đến với doanh nghiệp và họ cảm thấy chuyến đi của họ được an toàn hơn. Ngoài những cơ chế hỗ trợ từ nhà nước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có các kế hoạch hỗ trợ trên nhiều mặt khác nhau nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục nhanh nhất ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Qua cuộc đại dịch như thế này đó, thì có khá nhiều cái lao động từ du lịch đã chuyển dịch sang các cái ngành khác. Do vậy đó thì nó thiếu hụt về cái lực lượng. Và khi tuyển dụng mới đó thì cần phải đào tạo lại để giữ vững được cái chất lượng phục vụ ở tại các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Khi mà triển khai hoạt động trong trạng thái bình thường mới như hiện nay thì quan trọng nhất vẫn là kiểm soát dịch bệnh, an toàn. Và khi kiểm soát an toàn thì doanh nghiệp phải có phương án và phải thực hiện các nội dung đúng theo phương án được duyệt. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc hội chợ du lịch trực tuyến Cất cánh du lịch Bà Rịa Vũng Tàu 2021. Hội chợ sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 23 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Đây cũng là dịp để khách du lịch toàn quốc có thể tận dụng để đặt mua được các ưu đãi hấp dẫn về tour du lịch, khách sạn, lưu trú, đặc sản trên các website www.dulichbaria.vungtau.com, www.dulichbaria-vungtau.gov.vn. Hội chợ du lịch trực tuyến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát hành hàng loạt sự kiện ưu đãi hấp dẫn từ 50% đến 100% các gói voucher mua trước sử dụng sau. Hiện nay thì trên các cái trang mạng xã hội cũng như là chúng tôi mời các cái blogger nổi tiếng về du lịch để cùng đồng hành cùng cái hội chợ cùng với chúng tôi. Thì trong đó trọng tâm thì chúng tôi kêu gọi tất cả các cái doanh nghiệp ở trong tỉnh liên kết với các cái doanh nghiệp lữ hành ở các cái tỉnh thành trên toàn quốc để chúng ta cùng kết nối các cái tour. Trong đó thì có các cái kỳ sale, có các cái kỳ sale rất là lớn. Việc tổ chức sàn thương mại điện tử du lịch là giải pháp rất phù hợp, hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh chuyển đổi số trên địa bàn, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh chóng hơn, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình, tạo bàn đạp ngay từ khi chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại.